Xin chào, bác đã quay trở lại với kênh xe đạp, kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video ngày hôm nay em xin giới thiệu đến các bác mẫu xe Cannondale Trail 5, một hãng xe của Mỹ đã rất quen thuộc với các bác chơi xe rồi. Thương hiệu Mỹ, đồ Shimano Asiza, trên gạt đĩa là Shimano Acus, khung nhôm nước sơn nguyên bản. Tổng thể xe như các bác thấy trên hình là còn rất là mới. Nó sơn rất là đẹp. Trên ghi đông thì chiếc xe được trang bị bộ tay bấm Shimano Acus phanh dầu của chính hãng của Cannondale. Khóa hành trình giảm tốc ở trên tay lái. Khóa mở. Bánh của chiếc xe là bánh 26 inch. Đùi đĩa trục đạp là Shimano, đạp đĩa Shimano Acus, đề biển số sau là Shimano Asiza, đĩa Shimano. Giám sát vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề là các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 39 cm, từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 55 cm. Thì chiếc xe có size là size S, là size cho người từ khoảng 1m59-60 đến 1m70 đi là phù hợp. Nó bị 9 tầng lip và 3 tầng đĩa, nó 27 tốc độ. Chuyển động rất là mượt mà. Chiếc xe đang bán bên em với mức giá là 9,8 triệu bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền. Các bác quan tâm về chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình và ấn nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.